xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu một cái mã mà mình mới về hàng, hôm nay mình sẽ siêu giảm giá luôn. Đó là mã Dell E3470 các bạn nhé. Mã này là chip i3 thế hệ 6 các bạn nhé. Thế hệ 6 chạy cực kỳ mượt luôn các bạn nhé. Không phải là thế hệ 1, 2, 3 đâu. Với cái mã này thì chạy đảm bảo các bạn là chạy khỏe hơn mã i5 thế hệ 1, thế hệ 2, thế hệ 3 luôn các bạn nhé. Máy thì hình thức đẹp như mới, không vết xước sát gì luôn các bạn nhé. Bên mình đang có chương trình khuyến mại nên là sẽ hoàn toàn miễn phí ship cho các bạn, không các bạn không phải thanh toán tiền ship, chỉ thanh toán tiền máy thôi. Và tặng các bạn phần quà là gồm cặp đựng laptop chuột không dây và tấm lót chuột các bạn nhé. Máy thì đầy đủ pin sạc luôn đấy. Còn tất cả máy là bên mình bảo hành toàn bộ 3 tháng, phần cứng phần mềm bảo hành cho đời, và sẽ có các bạn nhân viên hỗ trợ kỹ thuật trong giờ hành chính các bạn nhé, hỗ trợ cho các bạn nếu như các bạn yêu cầu cài đặt phần mềm hay là hỗ trợ cái gì đó. Đây, hôm nay mình về rất là nhiều, không riêng mã này các bạn nhé, bạn xem không riêng gì mã này đi xem, mà còn rất nhiều các mã khác. Ví dụ như là các bạn có nhu cầu về chơi game này, nhu cầu về vẽ đồ họa này, hay là các cái công việc khác nặng hơn, ok chưa? Và thì các bạn ghi inbox cho mình còn rất nhiều các cái mã máy khác để cho các bạn có đáp ứng được nhu cầu của các bạn nhé. Bên mình có sẵn các máy giá dao động từ 3.9 triệu cho đến 12 triệu luôn, rất là nhiều luôn. Đấy, thế cho nên là bạn nào có nhu cầu về công việc khác cái mã này thì các bạn cứ inbox cho mình. Còn về cơ bản thì hôm nay mình sẽ review qua cái mã 3470 này xem nó như thế nào. Riêng về hình thức thì các bạn yên tâm rằng là quá đẹp luôn, trên 95% luôn, không một cái vết xước sát gì cả các bạn nha, nhìn rất là đẹp luôn, ok chưa? Đấy, cái mã này ấy, thì bên phải có một cổng USB và một cổng VGA, bên trái có hai cổng USB và cổng này là cổng HDMI để cho các bạn là có thể cắm được ra các cái màn hình ngoài này, màn hình TV này hay là máy chiếu này, cho các thầy cô giáo giảng dạy hay là làm nhạc, quá là ok luôn. Còn đây là cổng LG45 cạc lan. Còn đây là chân cắm sạc các bạn nhé. Còn đây là chân cắm 3.5 cho ra loa ngoài nhá. Còn cái mã này ấy, thì nó như thế nào thì bây giờ mình sẽ test qua để cho các bạn xem là nó có ok hay không các bạn nhé. Đây các bạn nhìn tổng thể máy này khá là đẹp và cũng gọn gàng, nói chung là mang đi lại rất là tiện, ok cho các bạn. Mã này về cơ bản là mình cảm thấy rất là ưng ý. Ví dụ như là cho các bạn học sinh, sinh viên học này, các thầy cô giáo giảng dạy này, soạn bài này, hoặc các anh, các bạn mà làm nhân viên văn phòng này, hoặc là các anh chị em nào mà làm nhạc DJ, đi nhạc đám cưới các thứ anh tinh, rất là ok luôn các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ test qua các cái tính năng của mã máy này. Thứ nhất là mình sẽ test cam này và mic này, xem là cam có nét không, ok chưa, mic có nhạy không, ok chưa. Mình sẽ test qua cái mã máy này. Trước khi test cái mã máy này thì mình sẽ test một cái số thứ như sau. Ví dụ như là mình sẽ hướng dẫn các bạn xem cấu hình của mã này, vì khi các bạn nhận hàng, các bạn được kiểm tra hàng mà, ok chưa. Thì các bạn chỉ cần kích chuột phải vào ZPC, kích chuột phải nha, rồi các bạn kích chuột trái vào cái dòng Properties dưới cùng này nha. Và sau đó nó sẽ hiện ra cấu hình, ok chưa. Cấu hình máy đây, em giơ thẳng cái cam và đừng để chéo em ơi. Rồi, cấu hình máy cho gần vào đi. Đây là chip i3 thế hệ 6, i3-6100U. Đấy, CPU là 2.3Hz, RAM là 4GB các bạn nhé. Nếu bạn nào có nhu cầu nâng cấp lên RAM 8GB thì bên mình sẽ hỗ trợ nâng cấp và thêm 400.000 nữa. Mã này giá là 3.900.000. Mà nếu như các bạn nâng cấp thêm RAM lên RAM 8GB thì thêm 400 là 4.300.000 các bạn nhé. Còn bây giờ mình sẽ test qua một cái số tính năng cho các bạn xem. Thứ nhất là mình sẽ test cam, thứ hai là mình sẽ test mic, ok chưa? Mình sẽ test qua xem là cái mic nó như thế nào. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mình xin chào tất cả các bạn nhé. Đấy, chờ đủ 100% xong mình sẽ play lại cho các bạn xem. Bây giờ các bạn xem cam, cam không chê được luôn các bạn ạ. Siêu mịn, siêu nét luôn. Nếu cái này mà để các bạn giảng dạy hay học Zoom online, học từ xa hay cái gì đó thì quá là ok luôn, cực kỳ nét các bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ test tiếp cả cái chân cắm, ok chưa, chân cắm HDMI và cái chân cắm 3.5 này, xem loa nghe ra nó có hay không. Còn bây giờ mình sẽ play lại cho các bạn xem cái mic thu âm, các bạn em cho gần đây. Alo 1 2. Đấy, các bạn thấy chưa? Thu âm rất là nét luôn nha. Mình còn đang thu âm ở khoảng cách xa đấy. Đấy, ok chưa? Thôi nha, mình sẽ tắt đi. Mình sẽ không vào YouTube test bởi vì là sẽ trên đấy nhạc tiếng Việt thì sẽ vi phạm bản quyền, cho nên mình sẽ chọn một cái bài nhạc tiếng Trung Quốc đi. Ok, bây giờ mình sẽ test cái cổng HDMI các bạn nha. Đâu, mình sẽ cắm vào đây, cắm vào cổng HDMI. Đây, mình cắm ra màn hình ngoài đây. Đấy, các bạn xem hai cái màn hình. Ok chưa, các bạn nhìn thấy chưa?
màn hình ok rồi đúng không? Đấy, bây giờ mình sẽ test thêm cổng 3.5 này cho các bạn. Đây là những thứ quan trọng nhất này. Ok chưa? Bây giờ nhạc rất là hay luôn. Đấy, bass stereo nghe rất là ok luôn. Mình đây mình đang không dám để âm lượng hết cỡ vì nó quá âm. Đấy, yeah. Ok. Đó, về máy thì là trước khi mà bán ra cho các bạn thì bên mình đều có nhân viên kỹ thuật đều kiểm tra hết rồi, cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm các bạn nhá. Và các bạn nhận máy các bạn định kiểm tra máy bình thường. Thôi mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nhá.